Hello các bạn ơi, đây là cây ớt kiển nè. Ui da, bữa nay mình mới thấy nó ra trái, nó chín trái nè. Đẹp chưa, làm kiển luôn á các bạn, không biết ăn được không nữa. Nó ra màu xanh, màu vàng, màu cam là chín ha. Trái màu cam là chín, trái màu vàng, xanh là mới ra. Rồi nó thân màu vàng, nó có ba màu. Không biết ăn có ngon không, để hồi hái một trái ăn thử thôi ha. Ăn có được, ăn có ngon. Cái này là ớt kiển nha, để mình hái một trái chín này. Hái trái chín này ăn thử thì nó làm sao ha. Nó ngọt. Ớt này ớt ngọt. Hay ha, ăn được á. Làm ớt kiển. Ngọt sợ à, chắc xào đồ ăn được á. Không có cây gì hết, không có mùi cây gì hết á. Mời các bạn thưởng thức thêm một cây ớt kiển đẹp nè ha, đẹp ghê á. Cái dáng nó cũng đẹp lắm á. Mời các bạn thưởng thức nha. Enjoy, enjoy your life. Ồ, đẹp quá ha, cây ớt kiển là đẹp lắm á, ngộ lắm á. Lần đầu tiên mới thấy á nha các bạn. Mà nó ngọt, mình ăn thử á, nó ngọt sợ à. Chắc ăn cái trái xanh á, nó giòn giòn ngon lắm á. Enjoy, enjoy your life. Đẹp quá. Rồi, mời các bạn thưởng thức xả kết ngang, thoải mái đầu óc ha. Ngắm ớt này, ớt kiển ba màu, ớt kiển ba màu luôn á các bạn. Đẹp quá đi, quá đẹp luôn. Rồi. Hello các bạn ơi, hôm nay cherry Gò Công chín lại rồi nè các bạn. Hôm trước thấy bông xeo luôn đó. Bây giờ nó chín nè, ui giờ nó chín đỏ hết trơn rồi các bạn. Soi ở dưới soi lên á. Ui giờ nó chín nè, các bạn thấy chín đợt đợt nhì đó các bạn. Đợt trước, đợt nhất thì nó bị sâu rầy ít quá, đợt này nhiều nè. Ui quả trái nè, hái nè. Trái nè. Chín đỏ ha. Wow, ở trong này nhiều lắm nha. Ở trong đây nhiều lắm. Cái này chín á. Chín là mình không hái nó rụng hết trơn rồi các bạn ơi. Nó dễ rụng quá. Cây này dễ rụng quá. Trái này dễ rụng quá các bạn ơi. Đó, chín nè. Các bạn thấy trái cherry chín nè. Mùi quá, cherry chín. Mời chưa? Mời chưa? Chín là hái nè. Hái nè. Nó rụng cũng nhiều lắm, nó rụng quá trời luôn. Còn một mớ, còn hai có bông nữa nè. Vì à, mà nó cũng bị sâu á, nó cũng bị rầy ghê các bạn ha, nó cũng bị rầy dữ á. Xịt thuốc dữ á, rầy đen á. Cây nào cũng rầy đen hết, tỏi cũng bị nữa. Wow. Mời các bạn thưởng thức cherry đỏ rồi, cherry đỏ rồi các bạn ơi, cherry Gò Công. Cherry Gò Công đỏ rồi, đi kiếm cherry Gò Công, bây giờ cherry Gò Công đỏ rồi, chín hết rồi. Đẹp chưa các bạn? Đó, anh chín hết rồi nè. Mấy trái đằng kia đỏ hết rồi. Đây cũng đỏ hết rồi. Hái thôi, không là rụng hết. Rồi, mời các bạn thưởng thức nha. Hái thôi, hái thôi. Hái thôi, không là rụng hết. Nhiều lắm. Ok, enjoy nghe các bạn, lại bông lại nữa. Bông có lại nữa nè. Bông lại nữa nè các bạn. Bông lại nữa. Có trái đợt ba nữa ha. Rồi, mời các bạn thưởng thức cherry Gò Công. Cái này ăn cũng ngon lắm á. Chua chua ngọt ngọt. Cũng ngon. Nhưng mà mau ăn á. Mau ăn chín.
chín lẹ quá, chín là chín rộ à, là mình hái không kịp đó. Ui dạ, không kịp là ra thấy nó rụng hết à các bạn ơi. Ghê ha. Đó, cherry Gò Công á, nó đờm như gốc á. Nó đờm với thân cây á. Đẹp chưa? Mời các bạn thưởng thức á. Ở ngoài đây không thấy đâu. Nhưng mà để thấy lưa thưa dải trái. Ở trong á, ở trong dưới gốc nó dòm lên thấy nó nhiều lắm. Đó. Mình thình lình ra mình hái, mình ra mình thấy nó nhiều quá mình quay là mình hái mấy trái để xuống đây đó. Rồi nó rụng cũng nhiều, trái xanh nó rụng cũng nhiều các bạn ha. Rồi cherry Gò Công có trái, đợi trái chín rồi bông lại tiếp nữa, bông tiếp nữa chắc còn được trái nữa, được trái tới mùa đông. Ở bên đây tháng ta gần hết tháng 8 rồi, cuối tháng 8 rồi nó sắp sửa vô mùa thu rồi các bạn. Rồi cherry Gò Công, cherry Gò Công trái không là trái, bông ra nữa, bông không là bông, quá trời luôn, hết cây này tới cây kia quýu luôn, quay phim quýu luôn các bạn ơi. Enjoy các bạn thưởng thức ha. Hello các bạn ơi, hôm nay hoa thanh long nở lại rồi các bạn. Tháng 8 là hoa thanh long nở lại thêm một lần nữa nè. Nở thêm một lần nữa để làm trái thêm một lần nữa nè. Các bạn thấy bông bông nó tua tủa lên rồi. Đó, hoa thanh long nở cũng đẹp rồi ha. Cái này nó mới vừa nở. Cái này thanh long trắng. Thanh long trắng mình khỏi có cần chấm bông. Nó bông quá, bông nhiều chưa? Tháng này tháng 8 á, là nó còn bông, rồi tháng 9 nó còn, anh nào chưa ra nó ra được nữa. Không biết cái này trắng hay là mà tím này. Bông nó ra tua tủa đẹp ghê kìa các bạn. Mời các bạn thưởng thức nha. Rồi bông thanh long nè. Bông quá trời đẹp này các bạn. Nó ra nhiều quá nhưng mà mình cao quá mình không có thấy, chỉ thấy được mấy cái bông chỗ này thôi. Mình chia sẻ là cho các bạn ngắm ha, cho nó vui một chút các bạn ha, thoải mái đầu óc. Rồi rồi mấy cái hoa thanh long nè. Đằng kia nó nở nhiều quá mà nó mắc kẹt rồi không quay được. Chỉ có cái chỗ này nó có một bông này thấy được nè các bạn. Bông thanh long cũng đẹp quá ha. Enjoy nha các bạn, enjoy. Cây sung này các bạn, cây sung Mỹ này nó có trái nhiều quá trời luôn, nhưng mà nó cái chay này trái tròn 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 ủng dễ thương á. Nhiều trái lắm mà chưa chín ha, chưa chín chưa ăn thử được. Nó trái của nó này, trái này trái tròn ủng mà cái cây thấp thôi không có cao nè, chắc là người ta cắt á không cho nó lớn á. Cây sung nè, sung Mỹ nè, trái mắc tiền lắm á, để coi nó chín ăn thử thôi nó làm sao ha. Đâu đây, đây có một chùm nữa nè, đây có một chùm ba trái nè. Nhiều trái lắm, quá trời trái luôn. Mời các bạn thưởng thức cây sung Mỹ nha, cây sung mà kêu bằng cây pit, cây pit tiếng Mỹ là cây pit, mình kêu là sung ha. Đẹp chưa, nhiều nhiều loại lắm, nhiều tên lắm, mình không biết nổi đâu ha. Mời các bạn thưởng thức enjoy trái lắm. Thưởng thức nha các bạn. Enjoy your life. Đây là cây lát cách này các bạn. Cây lát cách là nói xào xào thịt gà ăn á, ngon lắm nè. Nếu nào mua thịt gà xào ăn thử ha. Đó lát cách.
Mà tốt quá ha, lá nào lá nấy bự ghê chưa. Đó, lá cách xào thịt gà, xào ớt. Mình có một cây lá cách tốt quá trời luôn, khổng lồ luôn. Cái này là trồng vô cái chậu bự à. Nó phát bự lắm á. Rồi, mời các bạn thưởng thức cây lá cách ha. Lá cách, lá cách, lá cách. Mình cũng chưa biết ăn lần nào nhưng mà nghe cái cô cho cô nói ngon lắm, cô tươi á. Xào thịt gà, xào thịt ớt, ăn hết ý luôn. Các bạn nào ở miền Nam lại biết. Ở miền Nam á, thì biết mấy cái cây này ha. Ồ, ảnh tốt quá, lá ảnh to quá trời luôn á. Vậy mời các bạn thưởng thức ha, cây lá cách. Cách, cách, cách. Vâng, đây là cây me này các bạn. Đó, các bạn thấy lá me đẹp không? Ui da, lá me đẹp nè. Cây me này là mình ăn lấy hột, mua mấy cái hộp me ngọt Thái Lan đó, mình ăn nó lấy hột trồng mà trồng 4 năm rồi. Mà nó lên nó cao lắm nhưng mà mình sửa nó lại thành cái dáng cây kiểng á các bạn, cho nó nhỏ nè. Để cho nó khỏi to choáng đất, choáng chỗ ha. Mùa đông thì nó rụng hết lá, mùa hè thì nó lên lá tốt lại nè. Đó, mình cũng mới vừa cắt xong nè các bạn. Được ba nhóm, 4 nhóm nè. Để cho nó đẹp. Nhưng mà chưa có thấy có trái ha. Nhưng mà thấy cái lá me này mình thấy cũng đỡ ghiền rồi các bạn ha. Thấy lá me này cũng đẹp rồi, cũng hay rồi, cũng nhớ lại quê nhà ha, cũng nhớ lại lúc ở xứ mình á, người ta trồng hai bên đường á, ở trên Quả Đa người ta trồng hai bên đường, mình đi đi học cái đi ngang qua mấy bụi me cái ngừng, đạp xe đạp cái ngừng lại nghỉ mát nè, đó nhiều lắm. Xứ mình trồng me nhiều, bán me tươi, me chín nấu chua đó, ngon lắm đó các bạn. Bây giờ mình trồng được một cây me để mình nhớ lại ở quê mình đó ha các bạn, quê mình ở Phan Rí, Hòa Đa, ở Bình Thuận đó, ở Hòa Đa, ở Phan Rí, ở Chợ Lầu rồi đó, là cùng một tỉnh đó, đó Phan Thiết nữa. Rồi, mời các bạn thưởng thức ha. Enjoy. Hello, chào các bạn buổi sáng. Chúc các bạn khỏe mạnh ha, vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cây bụi trúc nè. Bụi trúc. Bụi trúc nhà ai? Đẹp lắm nè các bạn, xanh tươi mùa hè. Mùa hè nó xanh tươi, trồng trước nhà này. Ở La Hoi Già nghe, chứ không phải ở miền quê đâu nghe các bạn. Bụi trúc trước nhà ở thành phố biển La Hoi Già người ta trồng này các bạn, đẹp chưa? Hai bên nhà hai bụi, hai bên cái cửa đó người ta trồng hai bụi, rồi bữa nay nó cao lên tới ở trên trời đó. Bụi trúc nhà ai nè các bạn, nhờ các bạn thưởng thức enjoy cái bụi, cái khóm trúc, cây trúc ha. Cây trúc này là trúc vàng nha, cây trúc vàng đẹp chưa các bạn ha. Một khóm này nghe, một khóm trước nhà này nghe đó, chiếu mình lấy gần gần chút để thấy cho nó rõ nè, đó thấy chưa đẹp không. Bụi trúc, wow, bụi trúc cao quá ha, đẹp quá ha. Enjoy nghe các bạn. Nhà này chuyên môn trồng trúc, ở đằng kia có một bụi nữa nè, ở đây có một bụi trúc nữa nè, đẹp chưa. Hai bụi trúc trồng sát sát trồng làm hàng rào á ha, trồng làm hàng rào cho cái nhà, vui cho cái bụi trúc đẹp quá cao. Bữa nay mùa hè nắng nóng á, ảnh lên á, ảnh nở lá non đẹp ghê á các bạn ơi. Hôm giờ mình đi đi qua đi lại mình thấy rồi nhưng mà mình không thấy đẹp mấy. Hôm nay mình mới thấy đẹp. Mình chia sẻ lại cho các bạn ngắm ha, thưởng thức enjoy. Một cái trúc này lá ngộ ha.
trúc mà lá to ra. Rồi, đẹp quá, màu vàng á. Bụi trúc này là trúc vàng nha các bạn. Trúc vàng, trúc đặc biệt á ha. Enjoy, enjoy your life. Chú chặt cái bụi trúc nó đẹp vậy thôi á. Cái này giống như miền quê á, sau nhà. Bụi trúc, bụi trúc với lại bụi chuối sau nhà á các bạn ha. Còn ở đây người ta trồng trước nhà. Ở thành phố biển La Hoi Già nè các bạn. Lúc này bông mùa hè bông nó cũng tàn hết rồi. Không còn bông để mình ngắm nữa. Bây giờ mình ngắm bụi trúc sau nhà, trước nhà chứ. Enjoy. Đẹp quá các bạn ơi. Cái cây trúc của nó màu vàng nè. Đó các bạn thấy không? Màu vàng đẹp á. Enjoy your life, enjoy các bạn thưởng thức đi ha. Nó màu vàng đó các bạn.